Quỳnh Hương xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chuỗi bài 26 ngày để trở nên hiệu quả hơn 26 Days to be Productive Đây là một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp của nhà May Inspiration Group Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ dành một ít thời gian để nhìn xem những chữ cái của trước đây đã lên sóng là gì nhé và chữ cái ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào đó chính là chữ G tức là chữ G trong tiếng Việt đó. Và có liên quan tới cái việc mà làm sao để hiệu quả hơn Quỳnh Hương xin phép chọn cái cụm từ là gearing up tức là tăng tốc lên, nhấn ga lên. Các bạn ơi, chúng ta sẽ biết rằng trong một cái hành trình chúng ta không đi trong cùng một tốc độ như nhau. Và nếu như mà các bạn nào đã từng tham gia trong bất kỳ một cái cuộc đi bộ chạy bộ hoặc là trong bất kỳ một cái hành trình nào chúng ta sẽ biết rằng chúng ta sẽ có thể chia ra à, gọi là căn bản nhất là ba giai đoạn giai đoạn thứ nhất chính là giai đoạn giống như là hơi heat up hơi warm up lên thôi và lúc bấy giờ chúng ta sẽ đi từ từ khởi động từ từ để cho chúng ta quen với cái nhịp đó đã và sau khi một cái quãng thời gian chúng ta cảm thấy là người chúng ta đã nóng lên rồi cái không khí của chúng ta đã cảm thụ được quen với cái môi trường đó rồi thì chúng ta không thể nào chỉ tàn tàn tiếp tục như vậy được như vậy thì hiệu quả công việc chúng ta không có và chúng ta sẽ không thể nào hoàn thành được công việc của chúng ta trong thời gian quy định được chính vì vậy sau cái giai đoạn gọi là khởi động phải là giai đoạn tăng tốc vậy thì giai đoạn gearing up này nó chính là một giai đoạn tối cần thiết để cho mỗi người mỗi một ngày đó các bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn ngày hôm trước một chút xíu và điều này nằm hoàn toàn trong khả năng của chúng ta bởi vì cái cơ thể của chúng ta, não bộ của chúng ta, tất cả mọi việc của chúng ta nó đều có một cái khả năng phi thường mà chúng ta chưa biết sử dụng hết nó mà thôi. Nếu chúng ta giữ mãi chúng ta trong cái vòng an toàn như thế này, rồi chúng ta cứ tà tà một nhịp điệu như vậy thì chúng ta không có à, gọi là gia tăng hiệu quả của công việc được. Vì vậy chúng ta hãy lập ra một cái kế hoạch là tuần lễ sau chúng ta sẽ gia tăng một chút xíu cái hiệu quả công việc à, hoặc là cái độ nhiều của tác phẩm hoặc là cái độ nhanh của thời gian vân vân thì sau một thời gian tăng tốc chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta đang về rất gần tới đích rồi và hoàn toàn cái con đường thành công nó là một con đường lên dốc ở trong đó chúng ta cần phải gearing up các bạn nhé quỳnh hưng gửi niệm làm cho tất cả các bạn hãy nhớ à, dành cho mình một thời gian để sau khởi động sẽ là tăng tốc